Ngày 12 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ 15 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng thời tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện với phương châm rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. Đến hết tháng 9 đã hoàn thành 17 chỉ tiêu, 16 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, hoàn thành 86 trên 283 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 9 tháng đạt 10.990 tỷ đồng, bằng 73,3% kế hoạch. Đã ra mắt Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh thành phố Yên Bái IOC nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố và phục vụ người dân tiếp cận với các tiện ích đô thị thông minh. Ban hành triển khai thực hiện nghị quyết về xây dựng phát triển văn hóa con người thành phố Yên Bái, văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập giai đoạn 2021-2025. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh được tăng cường. Thành phố đã tổ chức 3 cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần tìm hiểu về nghị quyết đại hội các cấp và tìm hiểu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với 6.000 lượt người tham gia dự thi, trở thành điểm sáng trong nghiên cứu học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong 3 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, quyết tâm đến tháng 11 năm 2021 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 44 cá nhân đã đạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Đảng bộ xã Tuy Lộc.